Tráo phận đổi tình. Tác giả Trang Biêu Bì. Tập 2. Câu hỏi này Vân đã chôn vùi trong lòng biết bao nhiêu năm nay mà chưa từng dám nói ra. Cô đã từng cố nín nhịn mẹ rất nhiều, cho rằng mẹ có đối xử với cô ra sao. Nhưng cô cũng không nghĩ mẹ lại bạc trước một tính mạng con người đến mức vậy. Thậm chí Vân còn ước mình không phải là con ruột của bà, vì cô cảm thấy thật sự xấu hổ khi có một người mẹ như vậy. Cô nhìn mẹ một lúc rất lâu, nói hết những suy nghĩ trong lòng của mình. Bà nhìn cô vẻ mặt có chút sững sờ. Tao cũng ước tao lùm được mày ở buổi chuối thôi đó. Tao cho mày ăn học để cái thằng thầy con cô mày dạy, mày ăn nói mất dạy như vậy với mẹ của mình hả? Có người mẹ nào như mẹ không? Mẹ đối xử với con còn tàn nhẫn hơn mẹ ghẻ. Từ nhỏ tới lớn, mẹ đánh con, mẹ chửi con. Mẹ đối xử với con ra sao, chắc mẹ vẫn nhớ chứ. Mấy năm nay con học, có bao giờ mẹ gửi cho con một đồng nào chưa? Có bao giờ mẹ hỏi con học hành thế nào? Có mệt không? Có nhớ nhà không? Hay là những lúc con bệnh, mẹ có bao giờ hỏi thăm con được câu nào chưa? Mẹ xua đuổi con, mẹ không có mong con về nhà, cứ như con là cây sao chổi vậy. Hồi nhỏ con không hiểu sao mẹ lại đối xử với con như vậy, nhưng mà càng lớn con càng hiểu rằng đơn giản vì mẹ không có thương con. Tại sao lại như vậy? Mẹ ghét con như vậy thì sao lúc đẻ ra mẹ không có bóp chết con luôn đi? Nhiều lúc con nghĩ chắc mẹ ném con ngoài đường cho ai đó nuôi, con còn hạnh phúc hơn bây giờ. Nói đến đây, Vân thấy sắc mặt của bà có chút thay đổi, nhưng rất nhanh bà lại trở về dáng vẻ ban đầu. Tao làm cực khổ chứ gì, tao muốn tốt cho mày, tao muốn mày trưởng thành, tao muốn mày độc lập và mạnh mẽ. Mày không nghe người ta nói hả? Thương cho roi, cho giọt. Tất cả chỉ vì cái lý do là ngụy biện cho mẹ việc không có thương con mà thôi. Mẹ nghĩ con còn là đứa trẻ mới lên ba để tin những lời nói đó hả? Vân thấy khóe miệng của mẹ bắp máy định nói tiếp, thì ba cất giọng trước. Thôi, hai mẹ con bà im đi, nhức hết cả đầu. Nói xong, ba loạn choạng bước đi. Sau đó, ba cũng rời khỏi. Căn nhà ba gian lúc này chỉ còn có cô và chiếc ảnh lạnh lẽo của bà nội. Cô nhìn gương mặt phúc hậu của bà nội, những giọt nước mắt cứ vậy tuôn rơi, rơi cả xuống nền đất lạnh lẽo. Ngồi thụp xuống, ruột gan quặn thắt lên từng hồi đau đớn. Những gì cô cố gắng để có được tiền chữa bệnh cho bà bây giờ đã thành công cốc. Hóa ra tận cùng của nỗi đau chính là cái cảm giác thở thôi cũng thấy đau. Cô ngồi đó không biết bao nhiêu lâu, rơi biết bao nhiêu nước mắt, những hình ảnh kỷ niệm tuổi thơ của hai bà cháu lại ùa về. Càng nghĩ, Vân lại càng hận chính mẹ ruột của mình. Và rồi bất ngờ một giọng nói vang lên khiến cho cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Chị Vân, chị dậy nào vậy? Cô đưa mắt nhìn thằng Tí, dạo này thằng bé cũng lớn hơn rồi. Chị mới về, bà nội mất lâu chưa, sao không gọi cho chị biết? Mẹ không cho em cầm điện thoại, mẹ nói chị đang bận ôn thi, bà mất cũng được gần chục hôm rồi chị. Cô gật đầu, cô không muốn nói sự thật cho nó biết, vì dù sao trong mắt của nó, mẹ cũng rất tuyệt vời. Tuyệt vời là phải rồi, mẹ yêu thương nó, chiều chuộng nó như vậy mà. Sau khi đã ổn định lại tâm trạng, thì cô mới bình tĩnh hỏi thằng Tí mọi chuyện xảy ra trong nhà những ngày qua. Thằng Tí còn hỏi, chị nhận được quà sinh nhật của mẹ gửi tặng chưa? Lúc này cô mới ngớ người. Cô còn quên mất ngày sinh nhật của mình, vừa mới trôi qua năm hôm trước. Vân lắc đầu. Quà nào? Mẹ mua tặng cho chị một cái lắc tay đính đá đẹp lắm. Em hỏi mẹ, mẹ nói tặng sinh nhật. Xong em hỏi sinh nhật chị hả? Mẹ ậm ừ. Vân ngạc nhiên nhìn thằng Tí,
Cái chuyện mà mẹ Mo lắc tay đính đá tặng cho cô là cái chuyện không thể nào xảy ra. Cô nhớ mẹ còn chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật của cô mà. Vậy món quà kia mẹ tặng ai? Số tiền mua lắc tay đó có phải là nó nằm trong cái số tiền mà cô gửi về chữa bệnh cho bà không? Cô biết, nếu bây giờ trực tiếp đi hỏi mẹ thì chắc chắn mẹ cũng sẽ chối. Hơn nữa, thực tâm cô bây giờ không muốn nói với mẹ mình một chút nào. Cô ở quê 2 ngày, sáng sớm định lên thành phố, liền hỏi mẹ. Số tiền con gửi mẹ để chữa bệnh cho bà, mẹ đã làm cái gì? Mẹ mắc cười thiệt đó. Ta đã nói là tao chữa bệnh cho bà hết tiền rồi. Con không có tin. Không tin tao cũng mặc kệ. Cô định nói nữa thì bất ngờ từ bên ngoài giọng nói một người đàn ông vang lên. Chào cô, hôm nay đích thân sếp tổng của tôi đến bàn giao đất. Vân còn chưa hết sững sờ chuyện này thì đã tới chuyện khác. Quân đang đứng trước mặt, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn cô đầy khó hiểu. Vân thấy Quân mấp máy khóe môi định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Mẹ thấy Quân thái độ thay đổi hoàn toàn, niềm nở nói: Vân à, ra nhà bác Tư mua mẹ gói trà coi. Cô nhìn mẹ dứt khoát trả lời: Con không có đi. Cô biết lúc đó mẹ tức lắm, nhưng vì có Quân ở đây nên mẹ kiềm chế lại để giữ thể diện cho mình. Có xấu xa thì cũng chỉ là cô trong vai đứa con mất dạy. Nhưng cô mặc kệ, đã xấu rồi thì cho xấu một thể luôn. Cô thẳng thắn hỏi người đàn ông đi cùng với Quân. Anh cho tôi hỏi, bàn giao đất là sao? Hiện tại mảnh đất nằm ở trong dự án sắp tới của tập đoàn chúng tôi, nên chúng tôi đã thỏa thuận với mẹ cô sẽ lấy lại miếng đất này với giá cao gấp 10 lần thị trường, và mẹ cô đã đồng ý. Tức là hôm nay anh đến giao tiền và lấy đất? Phải, dự kiến tuần sau chúng tôi sẽ cho phá nhà. Vân quay sang nhìn mẹ. Người mẹ ruột của cô bây giờ trong mắt cô không khác gì kẻ thù. Cô không thể nào nghĩ cuộc đời của mình lại bi đát như vậy, bị chính người thân thiết qua mặt một cách phũ phàng. Cô cố ngăn không để cho giọt nước mắt chuẩn bị trật trào xuống. Mẹ, con định giấu con cái chuyện gì nữa sao? Mẹ cô nhìn rồi liếc mắt nhìn Quân ấp úng nói. Không, mẹ không phải mẹ muốn giấu con mà mẹ chưa kịp nói. Mẹ thôi ngay cái giọng điệu đó đi. Mẹ không cần tử tế với con trước mặt mọi người đâu. Con không có quen. Cô vừa dứt lời thì mẹ kéo tay cô bước đi. Nhưng Vân một mực không đi, kiên quyết đứng lại. Con không có cho phép ai phá nhà mình. Đây là nhà của bà nội để lại. Bà cũng vừa mới đặt lưng xuống tại nhà này chưa được 49 ngày mà mẹ nhẫn tâm phá đi nơi ở của bà sao? Lúc này mẹ cô cũng không kìm nén được nữa. Chết là hết rồi, còn cái gì nữa mà ở chứ không ở. Tao quyết bán rồi, mẹ không có quyền ngăn cản. Con không có cho phép. Nói xong, mẹ kéo mạnh tay cô bước đi về hướng nhà kho, mặc cho cô giãy giụa nhưng vẫn vô ích với sức lực của mẹ. Vân nhìn về hướng Quân đang đứng, giọng khàn đặc. Quân, tôi không có cho phép anh phá nhà tôi. Dạ rồi, mẹ đẩy mạnh cô vào trong nhà kho, khiến cô ngã vồ người xuống đất, cánh cửa gỗ đóng sập lại, mặc cho cô gào khóc hay đập cửa vô ích. Suốt một tiếng đồng hồ, cô bị nhốt trong nhà kho, rồi cuối cùng mẹ mới chịu mở cửa cho cô bước ra ngoài. Lúc bước ra ngoài, không thấy Quân đâu. Cô nghĩ chắc là anh ta cũng về rồi. Mẹ đã bán nhà thật sao? Phải, ta đã bán nhà rồi. Cơ hội tốt như vậy có ngu mới không bán. Mày hỏi thử cái xóm này coi, có ai không có bán không? Rồi bán xong mẹ sống ở đâu? Ở đâu thì tao cũng nói cho mày sau. Mày lo cái thân của mày trước đi. Vân nhìn về phía di ảnh của bà nội. Cô biết mẹ sẽ không có dễ gì mà thay đổi quyết định, nhưng vẫn cố chấp hy vọng mà kéo tay mẹ quỳ xuống cầu xin. Con xin mẹ đừng có bán nhà có được không? Ánh mắt cô khi đó tràn ngập hy vọng. Nhưng không, cô đã sai khi cầu xin một người mất hết tình người như mẹ. Bà phủ phàng nói, không. Không cầu xin được mẹ,
Cô chạy đi xin ba, nhưng ba cũng chỉ thở dài. Mẹ mày nói đúng rồi đó con à. Nhà mình ba đời nghèo khó, đây là cách đổi đời duy nhất, kỷ niệm giữ trong lòng là được rồi. Tại sao cái chuyện gì ba cũng nghe mẹ hết vậy? Ba là đàn ông, ba không có tự quyết được sao? Mày không có hiểu đâu con à. Thôi cứ chịu khó ở trên thành phố mà học hành cho tốt đi. Vân thẫn thờ bước đi thẳng vào cái giường trong buồng. Lúc cầm đến cái điện thoại đã thấy mấy cuộc gọi lỡ của con Hoa. Vân ngồi một lúc bình ổn lại tâm trạng mới ấn số gọi lại. Giọng đầu dây bên kia vang lên. Mày lên đây chưa? Chưa, nhà có chút việc nên chắc ngày mai tao mới đi được. Trễ nhất ngày mai mày phải lên đó. Cô giáo mới hỏi tao đi nè. Cô dặn hai hôm nữa có buổi gặp trực tiếp doanh nhân Thành Đạt, đừng có để bỏ lỡ. Ừ, tao biết rồi. Có gì hôm nào lên tao kể. Ok. Tối nay tôi dẫn thằng Tí đi mua trà sữa. Mua xong thì tôi dặn nó về nhà trước, còn mình đi lang thang vài vòng cho tâm trạng đỡ bức bối hơn chút. Vừa đi được một đoạn thì bất ngờ có bàn tay ai đó kéo cô lại. Giọng nói có một người say rượu vang lên. Chào cô em, đi chơi với anh không? Nhìn gã đàn ông là một tên nhìn không khác gì tên nghiện. Nói thật, cô nhìn mấy cái tên đầu hói bụng phệ ở quán bar cô hay gặp còn dễ nhìn hơn cái thằng cha này. Giật cổ tay mình ra khỏi tay hắn, lớn tiếng cô nói. Tránh xa tôi ra, nếu không tôi la lên bây giờ đó. Em nghĩ em có cơ hội để la lên sao? Rồi hắn lao cả người về phía cô, cái mùi hôi trên cơ thể nồng với cái men rượu khiến cô muốn ói mửa ngay lập tức. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng dẫu sao sức của cô không có bằng sức đàn ông được. Khoảnh khắc cô bắt đầu biết sợ, thì một sức mạnh nào đó đẩy hắn ra khỏi người cô. Nhanh như chớp, cô nhìn hắn ngã dúi xuống nền đất lạnh, hắn vừa mở miệng chửi. Khi quay lại, thấy bóng dáng cao lớn của Quân liền nuốt ngược lời nói trở lại rồi chạy đi mất. Vân quay sang nhìn Quân. Cái quái gì mà Quân vẫn ở đây, vừa dặn xuất hiện trong những thời điểm mà cô cần người giúp nhất. Cô lắp bắp. Lại là anh sao? Ừ. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Không cần. Cái liếc mắt chết người như kiểu anh ta không cần lời cảm ơn đó khiến con tim cô cảm giác có một thứ gì đó rất cuốn hút từ người đàn ông này. Nói xong, anh ta định quay đi, thì cô kịp thời kéo tay anh ta lại, vội vã nói. Khoan đã! Quân nhìn xuống tay cô biết ý nên buông tay mình ra khỏi người Quân, từ từ lên tiếng. Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không? Chuyện gì? Tôi muốn cùng anh thương lượng. Quân nghe nói xong, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười. Cô biết nụ cười này là ý gì, nhưng mà công nhận, không biết sao khi đó cô có thể thốt ra hai từ thương lượng, mà trong khi cô có mẹ gì để mà thương lượng với người ta đâu. Hai người đi đến một cái cây cầu gần đó, từng làn gió thổi khiến mái tóc cô bay bay. Cô ngước mắt nhìn Quân, dưới ánh đèn đường, gương mặt của Quân đẹp như tạc tượng. Hôm nay anh ta mặc bộ đồ đen, tay đeo đồng hồ bảng to màu bạch kim, nói chung nhìn rất đẹp trai. Quân lên tiếng, nói đi. Tôi có thể xin anh đừng có mua nhà tôi được không? Ngôi nhà đó rất quan trọng với tôi. Đây là cái thương lượng mà cô nói đó hả? Bây giờ coi như tôi xin anh. Tôi không có đồng ý. Quân thẳng thắn từ chối. Lúc này cô hụt hẫng lắm. Nghĩ tới những kỷ niệm của bà, nghĩ bà mới mất còn chưa kịp sanh cỏ. Nghĩ tới ngày xưa, bà từng kể ông với bà phải cực khổ khó khăn lắm mới xây được ngôi nhà này, nên ông bà vô cùng quý trọng. Càng nghĩ cô càng đau lòng, vô thức, giọt nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Cô im lặng một lúc lâu mới hỏi Quân tiếp. Anh không thể suy nghĩ lại sao? Quân nhìn cô. Anh không trả lời mà trực tiếp lôi cái khăn tay trong túi đưa ra trước mặt cô. Cầm lấy mà lau nước mắt nước mũi của cô đi. Giọng Quân trầm ấm lắm, không gắt gỏng, không khó chịu, lại có chút gì đó quan tâm.
Giây phút làm cho tim Vân đập loạn nhịp vì đã quá lâu mới có ai đó để ý cảm xúc của mình. Cô từ từ đưa tay cầm lấy cái khăn. Cảm ơn anh. Đưa khăn cho cô xong thì anh ta đốt điếu thuốc, hít một hơi dài. Làn khói tỏa ra trước mặt làm cho cô khó chịu ho lên vài tiếng. Chắc có lẽ anh ta thấy vậy nên ngay lập tức dập tắt điếu thuốc rồi nói. Trễ rồi, về nhà đi. Đàn bà con gái đi lang thang làm cái gì? Anh quên tôi là đứa con gái hư à. Quân cười khẩy nhưng không nói gì nữa. Cô lại lý nhí. Đừng có mua nhà của tôi có được không? Tôi không có muốn nói lại một câu hai lần. Xin anh đó, anh muốn gì tôi cũng chấp nhận, chỉ cần anh đừng có mua nhà của tôi. Khi nghe nói câu này, Quân quay sang nhìn, lạnh lùng trả lời. Cô không có thứ gì mà tôi cần cả. Vân cố cầu xin Quân thêm vài câu nữa, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng, anh không trả lời nữa mà đứng dậy bỏ đi. Lúc anh đi rồi, Vân vẫn ngẩn người ngồi đó một lúc lâu rồi mới thẫn thờ đứng dậy bước về nhà. Sáng hôm sau, không biết ba mẹ cô đi đâu từ rất sớm nên cô dặn thằng Tí mấy câu, đưa cho em ít tiền tiêu vặt rồi lết thết khoác ba lô ra bến xe. Cũng may mà hôm qua cô nghĩ có con Hoa chép bài vở cho đủ, với lại những tiết học không quá quan trọng nên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Tan học về, Hoa nó hỏi. Mày còn thấy mệt không? Nếu mệt thì không phải đi làm đâu. Tao mà không đi bữa nay, chắc là ông Phúc nhổ lông tao luôn đó. Có đâu, dạo này ông tử tế rồi, không có thấy nhắc gì tới mày. Có hôm tao kêu mày nghỉ vài hôm, ông cũng chỉ ừ. Vân ngạc nhiên tròn xe mắt nhìn Hoa hỏi lại. Ổng có uống lộn thuốc không hả? Ai biết, chắc dạo này đang biết yêu. Tối nay, Vân nghe lời Hoa nên không có đi làm ngay, định bụng ôn bài xong thì đi ngủ sớm. Không ngờ Phong gọi tới. Anh đang ở trước cửa nhà trọ em nè, em ra đi, anh em mình đi ăn đồ nướng. Vân ngó ra ngoài ô cửa sổ thì thấy Phong đang đứng đó. Cô vội vàng tắt điện thoại rồi chạy ra ngoài mỉm cười hỏi. Ủa, anh biết em lên đây rồi hả? Cái gì liên quan đến em mà anh không biết chứ? Anh lại điêu nữa rồi. Anh nói thiệt. Nói xong, Phong cười xoa đầu một cái. Đi ăn đồ nướng với anh nghe. Anh biết quán này ngon lắm. Nhưng mà em ăn no rồi. Ăn một chút thôi cũng được, miễn là em đi cùng với anh. Vân suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Phòng lái xe đưa cô tới một nhà hàng sang trọng. Ở đây, món nướng phải công nhận ngon hết sảy. Suốt cả bữa ăn, Phong ăn ít lắm, còn chủ yếu là phục vụ cho Vân. Lúc ở nhà hàng, cô nhìn ai đó rất giống bóng dáng của Quân. Nhưng vừa chớp mắt cái, người đó đã không thấy đâu. Vân thầm chửi mình điên thật rồi, đi đâu cũng thấy Quân là làm sao. Hai người ăn xong rồi đi dạo một vòng bờ hồ, cũng đã tới hơn 10 giờ. Vân kêu Phong lái xe đưa cô trở về phòng trọ. Trên đường về, Phong có nói một câu. Vân không biết là anh chọc hay là nói thật. Từ trước tới nay, người con gái duy nhất anh muốn bảo vệ là em. Bởi vậy, từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Vân bước xuống xe tạm biệt Phong, nhưng lại không để tâm cho lắm. Và rồi bất ngờ một giọng nói vang lên khiến cho cô giật mình nhìn về phía trước. Về rồi à? Quân, anh tới tìm tôi sao? Hôm trước cô có nói, chỉ cần tôi không có mua lại nhà của cô, thì bất kể giá nào cô cũng đồng ý, đúng không? Đúng vậy. Vậy thì lên xe đi. Hả? Lên xe. Vâng. Ngơ ngơ đần người ra một lúc lâu rồi cuối cùng cũng theo Quân lên xe. Cánh cửa xe đóng sập lại, cô giật mình hỏi. Anh tính làm gì? Làm tình. Vân tròn xe mắt nhìn Quân, anh nói tiếp. Tôi sẽ không có làm gì căn nhà đó nữa. Với điều kiện từ nay trở đi,
Tôi gọi bất cứ lúc nào cô phải có mặt. Ngược lại, mỗi lần xong việc, tôi sẽ cho cô 5 triệu. Sao tôi thấy tôi như là bán thân cho anh quá vậy? Có khác nhau sao? Hóa ra, Quân cũng chỉ xem cô như bao cô gái làm tiền khác. Cô có chút không vui, nhưng không phản bác. Như vậy cũng tốt, đỡ phải tỏ vẻ thanh cao hay giải thích nhiều. Dù sao lần đầu cũng là cô gạ gẫm người ta. Suy đi nghĩ lại, bây giờ Vân cũng không còn gì mà mất nữa rồi. Được, tùy anh, chỉ cần anh giữ lời hứa là được. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cho tới khi xe dừng lại trước một khách sạn 5 sao, đầu óc Vân vẫn lâng lâng như ở trên mây. Vẫn như lần trước, vừa nhìn thấy Quân thì Lễ Tân đã đưa ra thẻ phòng VIP. Lúc bước vào phòng, tâm trạng của cô vẫn còn rối rắm lắm. Vân nhìn Quân hoảng loạn. Hay là tôi đi về? Cô tưởng đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nói xong, anh kéo cà vạt xuống ném lên sofa, đi tới tủ rượu rót một ly. Lúc giơ ly rượu lên, vừa dặn chạm ánh mắt bất an của Vân, cô bối rối. Hình như tối nay tôi thấy anh uống hơi nhiều rượu, bây giờ anh còn muốn uống nữa hả? Hàng lông mày rậm của Quân khẽ nhíu lại. Anh trực tiếp đặt ly rượu xuống bàn, rồi cầm cái áo tròn ném vào người của Vân. Đi tắm đi. Vậy là cuối cùng, cô vào phòng tắm xả nước thật mạnh, cố kỳ thật kỹ, như thể cho trôi hết những nhơ nhớp trên người của mình. Nhưng càng kỳ, cô càng phát hiện mình không chỉ đau thể xác mà đau đớn nhất vẫn là tinh thần. Cô nhìn mình trong gương, tự bật cười chế giễu chính mình. Cô bây giờ có khác gì gái rẻ tiền đâu. Sau đó, Vân đi ra thì thấy Quân đang nhàn nhã ngồi trên sofa. Vừa thấy cô, Quân đã nói. Cũng không phải lần đầu tiên, có nhất thiết phải giả bộ vậy không? Nói xong, anh trực tiếp đứng dậy, ném mạnh Vân xuống cái giường, ngấu nghiến hung cô như một con hổ đói. Hương thơm từ người anh phà lẫn cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu. Và rồi, Quân mở miệng gọi tên như theo bản năng. Diệp. Diệp, một từ thôi mà nghe lại rất ấm áp, dường như anh đang nhầm cô với cô gái nào đó. Vân không biết nói gì, cũng chỉ biết ậm ừ một tiếng. Và rồi anh thô lỗ kéo áo tròn tắm trên người cô xuống. Khi cái áo tròn tắm kia tách rời cơ thể cô rõ ràng cảm nhận được cùng anh nóng bỏng da thịt, cùng anh chặt chẽ dán vào nhau. Bây giờ trời có sập xuống, Vân cũng không có bận tâm nữa, chậm rãi nhắm hai mắt, một dòng lệ vô thức tuôn rơi. Quân đột nhiên dừng lại động tác, lạnh lùng nhìn cô nói một câu. Lấy bao đeo vào cho tôi. Hành động này, cô hiểu, phòng tránh thai là một phần, phần còn lại là anh ta sợ Vân bẩn. Và rồi hô hấp của anh lần nữa ập tới. Anh hôn cô rất mạnh, giống như đang phát tiết một loại cắn xé, động tác tiến lên rất là dễ dàng. Quân kêu Vân, gọi tên tôi đi. Lúc đó, Vân không hiểu sao anh ta lại kêu cô gọi tên mình, nhưng cuối cùng, Vân cũng ngoan ngoãn. Quân! Anh ta nghe vậy, lại nắm chặt eo cô rồi thúc mạnh. Hóa ra, đàn ông thích phụ nữ gọi tên mình khi ở trên giường. Cô đã từng ngủ với ai chưa? Anh ham hả? Tôi là lần đầu tiên với anh cũng biết mà. Ý tôi là từ cái hôm đó tới bây giờ. Chưa. Quân nghe xong khẽ nhếch môi, nụ cười hài lòng. Từ lần sau uống tránh thai đi, tôi không thích dùng bao. Vân trợn tròn hai mắt nhìn Quân, chưa để Vân lên tiếng thì anh đã nói tiếp. Tôi từ trước bây giờ, đối với phụ nữ vô cùng hào phóng, nên cứ yên tâm, ngoan thì cái gì cũng có. Vừa dứt lời, điện thoại cô vang lên tin nhắn. Vân nhìn màn hình điện thoại, số dư cộng thêm 10 triệu đồng. Vân ngước mắt. Anh không cần chuyển. Nhưng Vân chưa kịp nói hết câu thì Quân lại chen ngang. Tôi có thể chuyển thêm.
Trong đầu Vân lúc này thầm rủa ba tiếng đồ thần kinh. Nhưng cô không dám nói thẳng mặt như vậy, liền nín lại rồi thở dài nói. Tùy anh. Quân khẽ nhếch môi cười, rồi đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, nói thêm dăm ba câu nhạt nhẽo rồi rời đi. Cô ngồi thẫn thờ trên giường một lúc rất lâu, tự nhiên cô thấy mắc cười cho chính cuộc đời của mình. Những ước mơ, những kế hoạch, những dự định và cả sự kiên quyết đâu hết rồi. Bây giờ, nhìn cô có khác nào đứa con gái rẻ tiền đâu. Trôi thêm hai ngày nữa, Vân và Quân không gặp nhau. Hôm đó cô giáo nói sẽ có cuộc giao lưu với doanh nhân Thành Đạt. Mà nghe đâu người này rất nổi tiếng, cũng là nhà đầu tư trang thiết bị cho nhà trường và khó khăn lắm mới mời được người ta tới. Bởi vậy cả lớp háo hức lắm, đặc biệt là các bạn nữ, ai cũng đoán già đoán non về ngoại hình của người đó, số tuổi, có vợ hay chưa. Người thì đoán doanh nhân Thành Đạt như vậy thì kiểu gì cũng lớn tuổi rồi. Người thì nói bây giờ đầy người trẻ tài giỏi, người thì nói chắc chắn là chưa có vợ, còn bận lo sự nghiệp. Còn Vân thì không có tâm trạng nào nữa, ngồi thẫn thờ một chỗ cho tới khi cô giáo bước vào giới thiệu. Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ có cuộc giao lưu với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhật Minh. Xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Thiếu Quân. Phạm Thiếu Quân? Mà cái đầu của Vân như bị ai dùng cái búa gõ xuống một cái đầy tê tái. Vân mắt tròn mắt dẹt nhìn về hướng cửa. Quân thân mặc bộ Âu phục màu đen cao cấp từ cửa bước vô, theo sau lưng anh ta còn có trợ lý. Đối với sự xuất hiện của Quân, không chỉ mình Vân ngơ ngác mà còn tất cả mọi người trong lớp nữa. Con Hoa nó ngồi bên cạnh. Ê, ông Quân mà. Ừ. Cô giáo vui vẻ giới thiệu một hồi, nhưng không ai mảy may nghe cô nói, ai cũng nhìn về hướng của Quân, thậm chí còn xì xào phát ra tiếng khen. Trong cuộc giao lưu, lẽ ra chỉ hỏi về kinh doanh, nhưng có bạn nữ đã không nhẫn nhịn được mà hỏi. Anh ơi, anh có vợ chưa? Cô giáo lườm bạn, không ngờ Quân hòa đồng khác thường, anh thẳng thắn nói. Hiện tại thì chưa. Các bạn nữ cười ồ lên, Vân ngước mắt nhìn Quân, đúng lúc ánh mắt của anh cũng hướng về phía cô, khiến cô bối rối. Cuối giờ, cô giáo nói ai còn thắc mắc cái gì muốn hỏi nữa không? Thì bất ngờ Quân nhìn Vân, anh hỏi. Tôi thấy bạn nữ ngồi gần bàn thứ tư, nãy giờ chưa hỏi câu nào. Em có gì muốn hỏi tôi không? Cha mẹ ơi, lúc đó Vân run muốn xỉu luôn. Hai tay cô dò chặt vào nhau một hồi, rồi cô hỏi về các vấn đề liên quan tới kinh doanh. Quân cũng nhiệt tình trả lời lại cho tới khi kết thúc cuộc giao lưu. Quân cùng trợ lý bước ra ngoài, đi theo hướng nào thì Vân không rõ. Cả lớp thì ồn ào bàn tán về anh. Nghĩ lại, anh ta cứ như một nam chính trong bộ phim ngôn tình nào đó, một nhân vật sinh ra đã mang ánh hào quang quanh người. Vân thấy trong lớp ồn ào quá, nên liền rủ con Hoa ra ngoài cho thoáng. Không ngờ, đi được một đoạn, gặp người không muốn gặp. Thực ra, ngày trước, Vân có một mối tình với một anh trên một khóa, là mối tình sinh viên đơn thuần, nhưng lại là mối tình đầu. Anh tên Trường, và anh ta đã phản bội Vân để yêu con Thu. Nó cũng gọi là khá thân với Vân. Nghiệt duyên như vậy, thì mọi người biết kết thúc của hai người như thế nào rồi đó. Vân gặp hai người họ khoác tay nhau. Vân đã muốn tránh mặt, nhưng không ngờ con Thu nó xuất hiện ngay trước mặt cô, chặn Vân lại. Cô ta nói, ủa, ai đây? Người yêu cũ của anh kìa Trường. Bỏ qua đi em, anh không muốn nhắc tới. Vân nhìn hai người cười khinh. Tôi đã cố gắng tránh khỏi ruồi mũi, nhưng không ngờ cái lũ ruồi mũi này nó thính thiệt đó, ở đâu cũng tìm tới được. Sắc mặt của con Thu xanh xanh đỏ đỏ nhìn cô. Tức giận, nó nói. Vân, ngày trước mày nói để coi tụi tao kéo dài được bao lâu. Vậy bây giờ mày chống mắt lên đi, mày nhìn tụi tao vẫn hạnh phúc đây nè. Hạnh phúc thì kệ mẹ tụi mày. Liên quan gì tới tao mà tới báo cáo. Mày càng chứng tỏ, tao càng thấy mày kém cỏi đó Thu à.
Vân vừa nói dứt câu thì con Hoa lên tiếng tiếp. Thôi, tao với mày đi chỗ khác đi Vân. Ở cạnh những người này bẩn, nó lây cho mình đó. Hoa vừa dứt lời thì Trường lên tiếng. Tụi tôi bẩn, nhưng không đến nỗi phải đi làm gái bán thân ở quán bar. Nghe Trường nói câu đó, cổ họng của Vân bất giác đông cứng lại. Đúng lúc này, một âm thanh khác vang lên. Cô gái này có ra sao, thì cậu cũng không có tư cách để phán xét. Cô quay lại, thấy Quân đang đứng gần đó. Anh nheo mắt nhìn, mà khi Vân nhìn thấy gương mặt của Quân Thu, đôi mắt nó nhìn Quân không rời một giây. Quân miễn cưỡng tiến lên, so với Trường, cao hơn cả cái đầu. Không hiểu vì lý do gì mà sau khi Quân xuất hiện thì Trường liền rời khỏi. Trước khi đi cũng không quên kéo tay con Thu bước đi, mà nó lại muốn né tránh như muốn ở lại đây. Ánh mắt dịu dàng nhìn Quân. Vân nhìn bộ dạng lúc này của nó mà muốn ói ra ngay lập tức. Sau khi hai người đó đi khỏi thì Vân mới ngước mắt nhìn Quân ngập ngừng. Anh chưa về sao? Quân không trả lời câu hỏi của Vân. Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ điều gì đó mà cô nghe không có rõ cho lắm. Nói xong anh cũng lạnh lùng rời đi. Con Hoa nó hỏi. Ê, mày và ông Quân đã đến mức độ thân thiết đó rồi sao? Thân thiết cái gì? Thỉnh thoảng lão hâm hâm vậy thôi. Lúc tan học, đi về được một đoạn thì Vân thấy chiếc xe màu đen đậu bên đường nhìn rất sang trọng. Cô ngờ ngợ xe đó là của Quân, nhưng không để ý người ngồi trong xe. Cứ vậy mà lướt qua, cho tới khi điện thoại cô vang lên một số lạ, không có được lưu tên. Số Tứ Quý, giọng nói khó chịu phát ra. Quay lại. Vân hiểu ý nên kêu Hoa về trước. Một mình lết thết trở lại chiếc xe, vừa đi vừa rủa thầm trong lòng. Ngồi trên xe, Vân và anh ta cùng không nói, không khí trong xe như muốn đông đặc. Mãi một lúc sau, Quân gợi lên khóe môi xem thường. Nhấn chân ga đạp xuống, anh không nhìn cô, chỉ là trong tiếng nói vô cùng cao ngạo. Tôi mặc kệ cô có bạn trai hay chưa, tóm lại sau này, khi còn qua lại với tôi thì không có được phép đứng gần người đàn ông khác. Nếu không, đừng có trách tôi. Vân nheo mắt nhìn anh ta dứt khoát nói. Anh à, hình như anh đang quá độc chiếm rồi đó. Thứ nhất, tôi với anh không là cái gì của nhau cả. Môi trường tôi làm việc, có bao nhiêu đàn ông anh đều rõ, mà không có đi làm nữa thì cạp đất mà ăn hả? Cô sai rồi, chẳng qua là tôi ưa sạch sẽ. Nói đến đây, anh ta quay nhìn cô, ánh mắt kiên định, giống như không thích dùng chung người phụ nữ. Vân liếc mắt nhìn anh ta, không thèm nói nữa. Nói từ đầu đến cuối không hiểu cái gì hết. Anh ta cũng trầm mặc một lúc rồi cất tiếng. Bao nhiêu? Cái gì bao nhiêu? Bao nhiêu mới đủ nuôi sống cô hàng tháng? Anh có thể nói được câu khác ngoài tiền không? Trên đời này không có gì làm mà không có cần đến tiền. Nói xong, anh ta tăng tốc độ xe nhanh tới mức cô muốn thòng tim ra ngoài. Và rồi cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng. Trong lúc cô còn đang ngớ ngẩn nhìn xung quanh thì anh cất giọng. Xuống xe. Một tay Quân để trong túi quần, bộ dạng phóng túng ngổ ngược, trực tiếp dẫn cô đi đến bể bơi ngoài trời. Ở đó có sẵn hai bộ đồ bơi. Anh không e dè mà cởi bỏ quần áo rồi mặc quần bơi ngay trước mặt Vân. Mặc xong, anh liếc mắt nhìn Vân, khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai. Toàn bộ cơ thể đã bị tôi nhìn thấy, bây giờ còn giả bộ thẹn thùng nữa. Tôi không có biết bơi. Vân vừa nói hết câu, thì anh ta đã nhảy xuống nước với tư thế rất đẹp. Cánh tay có lực, quạt làn nước trong xanh, thân hình đẹp uốn lượn trong làn nước khiến Vân phải đỏ mặt. Sau khi bơi lượn được một vòng, thì anh ta lên tiếng. Còn không thay đồ để xuống nước. Tôi nói tôi không có biết bơi thiệt mà. Vân thấy anh ta dường như mất kiên nhẫn, nhăn mày, đứng lên đi thẳng về phía cô, rồi kéo cô ngã xuống bể bơi. Theo bản năng, Vân kêu lên một tiếng,
hai tay đập lung tung, miệng bị uống mấy ngụm nước. Bên tai cô nghe thấy anh ta chê cô ngốc. Lúc đó, Vân tức lắm mà ráng nhịn bám vào anh ta cho chắc. Anh ta nhìn cô một lúc lâu, không biết trong đầu nghĩ cái quái gì mà ngay sau đó áp Vân vào thành bể bơi, mạnh mẽ hôn ngấu nghiến. Hai mắt cô mở to kinh hoàng. Anh điên hả? Mau, mau buông tôi ra. Đây là nhà của tôi thách ai dám tới. Anh ta chưa dứt câu thì Vân đã cảm thấy cúc áo của mình bị bung ra từng cái một, sau đó tách rời khỏi cơ thể trôi theo dòng nước. Tránh ra đi, tôi không có muốn ở đây, không muốn người khác nhìn thấy. Vậy muốn lên giường? Nói xong, anh ta nheo mắt nhìn Vân với vẻ bỡn cợt. Cô tức giận nhìn anh, mặt nóng hừng hực muốn phát điên với cái tên này. Ban ngày ban mặt, lại còn giữa bể bơi ngoài trời nữa, có thần kinh không chứ? Một lúc sau, Vân mệt quá không muốn chống cự nữa, cả bộ y phục cũng bị anh ta lột sạch sẽ. Hùng chán chê, rồi anh ta hành Vân muốn chết đi sống lại dưới nước. Tức quá, không làm gì được, ngón tay Vân bấu vào vai anh ta, cào thành những vệt đỏ. Sau khi lên phòng thay đồ, Vân thấy có một cô gái đem đồ tới cho cô, nhưng không dám bước chân vào phòng. Một lát sau, thì Quân cũng bước vô, quần áo đã mặc chỉnh tề, anh ta hỏi. Muốn đi ăn cái gì đó không? Đây là lần đầu tiên Vân thấy anh ta nói câu lịch sự với mình. Nhưng còn chưa tưởng bở được bao lâu thì anh ta đã nói tiếp. Tôi không thích người lạ ở trong phòng của mình quá lâu. Cô Liễu thay đồ xong rồi tôi sẽ có thảo luận dành cho cô. Quân vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng nói. Cậu Quân, mẹ cậu với cô Thư đang chờ bên dưới nhà. Khoảnh khắc đó, tim Vân muốn bắn ra khỏi lồng ngực, cái cảm giác giống như mình đi ăn trộm bị bắt gặp vậy đó. Theo bản năng, cô cuống cuồng tìm cho mình một chỗ trốn an toàn. Quân thấy vậy, liền liếc mắt sang nhìn Vân, lạnh lùng hỏi. Cô tính làm cái gì? Tôi tìm chỗ trốn. Vân vừa dứt lời, thì tiếng giày cao gót đang tới gần về phía căn phòng. Vô thức, Vân lùi lại về phía sau mấy bước, sắc mặt hoảng loạn vì sợ bị phát hiện. Tiếng cánh cửa phòng mở ra, bốn người tám mắt nhìn nhau. Mẹ Quân và cô gái kia trố mắt nhìn Vân, chắc họ không có hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng. Vân vội quay mặt đi, không hiểu cô là ai lại xuất hiện ở đây. Vân vội quay mặt đi thì Quân thản nhiên lên tiếng. Chào mẹ. Quân, cô gái này là... Mẹ, con chưa hỏi mẹ với Thư, tại sao hai người lại tự ý vào phòng con khi chưa có sự cho phép của con vậy? Con hay lắm, từ bao giờ con phân biệt rạch ròi với mẹ như vậy? Mẹ đang hỏi con, cô gái này là ai? Nhận thấy không khí căng thẳng, lại nồng nặc mùi thuốc súng, Vân vội vã lên tiếng để đánh bài chuồng. Thưa bác, cháu là giúp việc. Quân nhíu mày nhìn Vân. Cô thấy cô gái kia cơ mặt cũng đã giãn ra nhẹ hơn so với lúc trước. Mẹ Quân nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Sao tôi chưa thấy cô bao giờ? Dạ, cháu làm giúp việc theo giờ thôi. Với lại cháu cũng mới làm được tuần nay. Cháu xin phép không có làm phiền mọi người nữa. Mẹ Quân gật đầu. Vân dùng hết sức lực còn lại đi thật nhanh về hướng cửa. Lúc đi qua người cô gái kia, Vân thấy cô ta liếc mắt nhìn mình với ánh mắt không hề vui vẻ cho lắm. Bước ra khỏi căn phòng, Vân đứng lại một lát, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi được một gánh nặng. Giọng cô gái kia vang lên. Chiều nay anh có rảnh không? Mình đi xem mấy cái mẫu nhẫn ngang. Để anh coi thế nào cái đã rồi anh báo lại. Dạo này công ty cũng hơi nhiều việc. Dạ. Hóa ra, đó là vợ tương lai của Quân. Không trách sao ánh mắt cô ta nhìn Vân lại sắc như vậy. Có lẽ là cô ta ghen. Phải rồi, có ai thích chồng mình ở cùng phòng với một người phụ nữ khác đâu. Do lúc đó còn sợ hãi nên Vân chưa nhìn kỹ cô như thế nào. Sau một hồi cố nhớ lại thì Vân thấy cô ta cũng khá là xinh đẹp. Có nét gì đó mà Vân cảm giác quen quen. Trở về phòng trọ,
Vân đi tìm chìa khóa cửa mà không thấy đâu. Hoa nó đi đâu giờ này cũng chưa thấy về. Ngồi chờ được một lúc thì Phong xuất hiện rủ Vân đi ăn. Lúc đầu Vân cũng không muốn đi vì một phần cảm thấy hơi mệt. Nhưng Phong rủ nhiệt tình quá nên không đi cũng ngại. Phong lái xe đưa cô đến một nhà hàng cách chỗ Vân khoảng 5 km. Phong biết rất rõ sở thích của Vân, còn gọi toàn là món Vân yêu thích. Vừa ăn Phong vừa hỏi, ngon không em? Dạ ngon anh à. Anh còn biết vài chỗ cũng ngon lắm, anh em mình cứ từ từ mà thưởng thức. Anh đi ăn hoài cùng với em như thế này, không sợ người yêu của anh ghen hả? Anh làm gì có người yêu, anh chờ em yêu anh đó. Vân còn chưa kịp trả lời Phong thì một giọng nói khác vang lên. Ủa Phong, cháu cũng đi ăn ở đây hả? Vân và Phong đều quay đầu sang bên tay phải. Người phụ nữ vừa lên tiếng chính là mẹ của Quân và còn có cả Thư nữa. Ồ, không ngờ gặp bác ở đây. Mẹ Quân liếc mắt nhìn Vân, Phong giới thiệu. Dạ, đây là Vân, là bạn của cháu. Vân thấy vậy, theo phép lịch sự cũng cượng cười rồi cúi đầu chào. Dạ, cháu chào bác. Mẹ Quân cười, nhưng nụ cười rất khó hiểu và dường như bà đang suy nghĩ cái chuyện gì đó. Vậy à, hai đứa ăn đi ngang. Bác cho con dâu của bác ra ngoài bàn kế bên ngồi. Con bé lâu rồi mới về Việt Nam nên thích đi ăn mấy cái món đặc sản. À, thì ra đây là vợ của con trai bác hả? Thư mỉm cười. Dạ, em là vợ của anh Quân. Anh là... Đây là Phong, là con trai của chủ tịch công ty Long Thành, đối tác của công ty mình. Thư gật đầu cười. Thì ra là vậy. Nói xong, Thư quay sang nhìn Vân, vừa cười vừa hỏi. Cô gái này rất đẹp, nhìn hai người rất xứng đôi đó anh à. Ừ, anh cũng đang cố chinh phục cổ đây. Anh Phong giàu vậy mà cho người yêu đi làm giúp việc phí lắm đó. Lúc này, Vân không nghĩ mới gặp lần đầu mà Thư đã nói vậy. Xem ra cô gái này không hề đơn giản. Phong ngạc nhiên nhìn Vân. Vân bình tĩnh lên tiếng. Mỗi người đều có công việc riêng mà chị. Thư cười cười, tỏ ra như mình ngây thơ vô số tội. Rồi sau đó, mẹ Quân nói thêm mấy lời. Hai người bước đi. Phong nhìn Vân nghiêm túc hỏi. Em đi làm giúp việc nữa sao? Em làm cái việc gì ra tiền thì làm thôi. Em cần bao nhiêu? Anh có thể lo cho em mà Vân. Anh Phong, chúng ta không có là gì của nhau cả. Em xem anh như là anh trai thôi. Hơn nữa, tiền bạc rất nhạy cảm. Nếu như anh xấu hổ có người bạn như em, thì em cũng phải chịu thôi. Vâng, anh không có ý đó. Vân biết Phong không có ý gì, nhưng không biết sao lại cáu lên với anh. Ăn xong, Phong đưa cô về phòng trọ. Con Hoa lúc này cũng vừa về tới cửa. Ủa? Tưởng đi với anh Quân. Ta không biết ném cái chìa khóa đâu nên về đợi mày ở cửa một lúc thiệt lâu đó. Vậy à, ta đi gửi tiền về cho em trai tao đóng học phí. Lấy được lương rồi hả? Ừ. Tao nói là lấy lương giùm mày luôn mà lão Phúc không có chịu, bắt mày tới lấy mới vừa lòng. Chắc thấy mấy hôm nay tao không có tới nên cố tình làm khó đó mà. Không biết nữa, lão nói tối nay mày tới gặp lão luôn đó. Lão có chuyện quan trọng muốn nói. Ừ, ta biết rồi. Vậy gửi tiền về thì còn tiền xài không? Còn một ít. Vân thấy nó cũng khổ, mà cũng sắp sinh nhật của nó rồi, nên lấy điện thoại ra bắn cho nó 1 triệu. Cái con hầm này, sao chuyển khoản qua cho tao làm gì? Tao hầm mới chuyển cho mày đó. Tiền đó mua cái gì thích đó thì mua đi. Ghê ngang, dạo này gặp khách VIP có khác rồi. Vậy có thích không thì trả lại đây. Thích chứ, đứa nào không thích tiền mới ngu đó. Nhưng mà lần sau đừng có chuyển nữa, tao ngại. Vân lườm nó một cái, rồi hai đứa cười phá lên thành tiếng. Tối nay, Vân cũng gọi về hỏi thằng Tí tình hình ở dưới quê. Nghe nói mọi thứ đều ổn, nên Vân cũng yên tâm cho sự hy sinh của mình. 8 giờ, Vân lên đồ tới quán bar,
Vừa nhìn thấy mặt của Vân, ông Phúc đã gọi. Mày vô đây, anh nói cái này cái đã. Sao vậy anh? Vậy không thích lấy lương hả? Vân nhìn ông Phúc, thầm nghĩ cái thằng cha này hôm nay lại sòng phẳng ghê luôn vậy đó. Nhưng Vân nào dám nói ra, chỉ mỉm cười rồi đáp. Có chứ anh. Lão đưa Vân cái phong bì, lương 6 triệu, thế này tính ra bằng cả tháng làm đủ 30 ngày, mà tháng này Vân nghỉ tới mấy ngày. Cô còn chưa kịp thắc mắc, thì ông Phúc đã nói. Không có lầm đâu, cứ cầm đi, xem như anh thưởng vì mày làm việc cũng chăm chỉ và được việc. Còn từ ngày mai không cần đến quán làm đâu, nghỉ tạm vài tháng rồi quay lại sau. Ủa sao nghỉ? Yên tâm đi, mày nghĩ mày vẫn có lương bình thường, cứ cuối tháng tới lãnh tiền. Vân ngơ ngớ nhìn ông Phúc, cái quái gì đang xảy ra như vậy? Và rồi ông Phúc cứ một mực đuổi Vân về. Vân bước ra tới cửa thì gặp con Mai, nó nhìn cô mỉa mai. Người như mày không bao giờ xứng với anh Quân đâu. Mày cứ chờ đó đi ngang, sớm muộn gì anh ấy cũng đá mày như một con chó vậy đó. Vân nhìn Mai dứt khoát nói. Vậy còn cô? Cô nghĩ mình sẽ tốt hơn tôi à? Tao đã từng lên giường với anh Quân, anh ấy nói cái ngữ như mày không có bằng cho không. Ít ra người anh ấy chọn bây giờ là tao. Vân nói xong thì bước đi. Con Mai đứng dậm chân phình phịch mà không thể làm gì được khác. Cái ngữ gì mà khốn nạn thế không biết. Không ăn được muốn đạp đổ à. Về phòng trọ, cô tắm rửa rồi dọn dẹp phòng sạch sẽ, cặm cụi giặt quần áo xong, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ. Nghĩ bụng, con Hoa lúc nãy mới vừa về nên cô trèo lên giường ngủ trước. Cơn buồn ngủ vừa kéo đến, mắt vẫn đang nhắm mơ màng thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình cầm điện thoại. Vừa bấm máy nghe, giọng của Quân từ đầu dây bên kia vang lên. Tại sao lại tắt điện thoại? Vân nhíu mày suy nghĩ. Anh ta gọi cho mình lúc nào vậy trời? Anh gọi lúc nào? 5 phút trước, máy thuê bao. Vậy chắc do mất sóng thôi. Mà anh có chuyện gì? Cô đang ở đâu? Ở nhà. Thay đồ rồi ra ngoài với tôi. Trễ rồi, anh còn muốn đi đâu? Vân vừa hỏi xong thì tiếng tút tút vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại, miệng phát ra 3 tiếng. Cái đồ thần kinh. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà cuối cùng cô cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Lúc cô bước ra khỏi nhà đã thấy Quân ở trong xe chờ sẵn. Dáng vẻ của anh ta có vẻ rất mất kiên nhẫn. Cô đã quá 3 phút. Nhanh nhất có thể rồi đó. Quân không nói gì nữa. Anh ta lái xe đưa Vân đến một cửa hàng hoa. Xuống xe đi. Sáng mai tôi phải đi tới một nơi. Chọn cho tôi một bó hoa. Nhưng mà anh đi đâu mới được? Cô không có tư cách quản tôi. Đúng. Vân không có tư cách quản anh ta. Ngược lại, Vân cũng ghét anh ta vô cùng. Anh ta cũng xem thường cô ra mặt. Nhưng mà cái tên này ảo tưởng thiệt đó. Ý cô là phải xem nơi nào anh ta đến để chọn hoa thích hợp. Vân thẳng thắn đáp. Hình như anh hơi hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi hỏi anh đi đâu để biết chọn hoa cho nó thích hợp thôi. Cô ấy thích hoa bách hợp. Ồ, thì ra là tặng bạn gái. Vân bước xuống xe, chọn cho anh ta một đóa hoa tươi nhất, đẹp nhất. Nhìn anh ta cũng có vẻ hài lòng. Đại gia có khác, lúc thanh toán cũng phải dư mới chịu. Quân cất bó hoa vào cái ghế sau của xe hơi. Nhìn cách anh ta cầm bó hoa có vẻ rất nâng niu, dường như người đó rất quan trọng với anh. Sau đó anh lái xe đưa cô tới một cái quán rượu. Vừa bước vào, anh trực tiếp dẫn cô tới một gian phòng sang trọng. Cửa vừa mở, Vân đã thấy khá nhiều người ngồi xung quanh căn phòng đó. Mọi người bắt đầu chào hỏi Quân. Vân ngẩng đầu lên nhìn, toàn là những người rất trẻ. Một người trong đó nói, ủa, cậu lại đổi khẩu vậy rồi hả? Mà cô gái này quen quen. Quân trừng mắt nhìn anh kia một cái, rồi khiến anh ta lập tức im miệng. Sau đó, Quân kéo Vân ngồi xuống cái ghế trống gần bên. Nhìn cách mọi người nói chuyện,
thì Vân nghĩ họ rất thân. Sau đó, cô thấy Quân có vẻ hơi buồn buồn. Anh uống hết ly rượu này tới ly rượu khác. Nhìn chai rượu gần cạn, Vân sợ anh ta uống say sẽ không có lái xe được, nên giữ tay ngăn lại. Quân à, anh uống hơi nhiều rồi đó. Buông tay. Quân lạnh lùng ra lệnh cho Vân. Người đàn ông ngồi bên cạnh thấy vậy cũng lên tiếng. Quân à, cổ đã mất cách đây 5 năm rồi, cậu đừng có như vậy nữa. Quân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi khẽ run run, mắt hiện rõ tia máu đỏ, gắt gao gằn giọng. Mẹ kiếp, cậu vừa nói cái gì? Cổ đã mất rồi, tại sao cứ chuẩn bị đến ngày giỗ của cô là cậu là như vậy? Chấp nhận sự thật đi. Lúc này thì Vân đã hiểu bó hoa hồi nãy là dành cho ai. Có phải đó là cô gái tên Diệp mà anh ta đã từng nhắc tới? Nếu là vậy thì xem ra anh rất yêu người con gái đó. 5 năm mà chưa có quên được thì đâu phải đơn giản. Trong lúc Vân còn đang suy nghĩ thì bất ngờ tiếng vang lớn của chai rượu rớt xuống sàn nhà là do chính tay Quân đập xuống. Tôi không tin, không muốn tin. Vân liếc mắt nhìn Quân, dường như anh đang mất kiểm soát. Vân lấy hết can đảm. Quân à, anh có biết anh làm như vậy là hèn nhát lắm không? Hèn nhát? Phải, trốn tránh sự thật không phải là cách người đàn ông bản lĩnh hay làm. Cô biết cái gì mà nói? Tôi không biết, nhưng nhìn anh lúc này khiến người khác vô cùng chán ghét đó. Anh tỉnh táo lại đi. Cô nghĩ rằng tôi thì coi trọng cô lắm sao? Tôi cho cô biết, cô không có giống như mấy người phụ nữ khác mà thôi. Tôi hứng lên đó thì lên giường. Vân sững sờ nhìn Quân, ánh mắt anh ta tràn ngập sự khinh thường, chán ghét khi nhìn cô. Trước đây, Vân từng bị đánh ghen, từng bị sàm sỡ, nhưng so với cái điều đó thì bị Quân nói thẳng mặt như thế này vẫn là cảm thấy nhục nhã nhất. Ức quá, cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài, một phút cũng không có muốn quay đầu nhìn lại. Bước ra khỏi cửa quán, Vân ngồi phịch xuống một chỗ, cô bỗng dưng tự cười cho mình. Ước mơ về một công việc ổn định, một người chồng yêu thương và một gia đình hạnh phúc có phải là điều quá xa vời hay không? Thực ra, cô cũng không lấy làm lạ gì với thái độ của Quân hồi nãy. Anh ta đối xử với Vân tệ hơn nữa cũng không có trách nổi. Tất cả là do cô lựa chọn. Nhưng có điều, lòng cô vẫn cảm thấy tủi thân. Vân ngồi đó, không biết bao nhiêu lâu rồi mới nhớ đến việc đón một chiếc xe ôm trở về nhà. Vừa nhìn thấy Vân, con Hoa nó hỏi. Ủa, tao tưởng mày không phải đi làm mà. Không phải đi làm. Vậy sao giờ mới về? Thì đi hóng mát một chút thôi. Mà mày có ăn gì đó, cho tao ăn với. Tao đang nấu mì tôm trứng nè, đợi xíu. Hai đứa ngồi ăn mì tôm. Con Hoa hỏi đi hỏi lại, cô có chuyện gì à? Nhưng mà thôi, chuyện cũng không có đẹp đẽ gì nên Vân không kể. Đêm nay, không hiểu sao, Vân nằm mãi vẫn chưa có ngủ được. Những câu nói mỉa mai của anh ta cứ dang dẳng ở bên tai cô. Cô không lý giải được cảm xúc hiện tại của mình. Nhưng tâm trạng lúc này giống như con chim đứng trên cành cây cong. Cô không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng bây giờ cô không có muốn gặp lại Quân một chút nào nữa. Cô muốn trở lại cuộc sống bình thường trước kia, nghèo nghèo một chút, nhưng được sống theo ý của mình. Cuối cùng, ức quá. Vân mở phần tin nhắn, nhắn cho Quân một tin dài, nói hết suy nghĩ trong lòng của mình, rồi chặn số của anh ta luôn. Những ngày tiếp theo, thời gian trôi qua nhanh tựa như một cơn gió. Những ngày này, Vân và Quân không hề liên lạc với nhau, càng không có chuyện gặp gỡ. Vân cũng mới tìm được một nhà hàng. Bà chủ ở đây khá tốt bụng, nên có thể ưu tiên Vân làm việc theo tiếng. Làm ngày nào trả tiền luôn ngày hôm đó, bởi vậy mà Vân có thêm một cơ hội kiếm tiền khác. Ngày hôm nay là chủ nhật, Vân thức dậy từ 6 giờ sáng, mang tâm trạng vui vẻ đến nhà hàng làm việc. Được cái Vân học nghề quản trị kinh doanh nên bà chủ cũng quý cô lắm. Thỉnh thoảng lại nhờ cô góp ý một số thứ.
Như thường lệ, Vân tới bưng bê tới gần lúc gần nghỉ trưa thì bất ngờ Vân thấy Quân cùng với vợ sắp cưới của anh ta đang đi từ ngoài cửa tiến vô. Theo bản năng, Vân giật mình muốn tránh né. Đến lúc định quay đầu tìm cớ làm việc khác thì bà chủ lên tiếng. Vân, khách trong phòng VIP 1 đã tới, em mang đồ vào cho khách nghe. Vân miễn cưỡng gật đầu. Quả nhiên, đúng như Vân suy nghĩ trong đầu, khách bàn đó chính là Quân và vợ tương lai. Khi cánh cửa phòng mở ra, cô như con cá mắc cạn, cuối cùng cũng phải lấy hết can đảm tỏ ra bình thường nhất có thể, nở một nụ cười hiền, đặt thức ăn xuống bàn. Chúc quý khách ngon miệng. Khi Vân ngước mắt nhìn lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Quân cũng đang nhìn mình. Thư ngồi bên cạnh anh cũng lên tiếng. Ủa, đây có phải là cô gái giúp việc nhà mình đúng không anh Quân? Quân không trả lời Thư. Một lát sau Thư hỏi Vân. Phải không? Dạ, đúng rồi. Vậy cô không có làm việc nữa hả? Sao lại đi kiêm thêm cái nghề này nữa? Việc nào có tiền thì tôi làm thôi. Trời ơi, có bạn trai giàu như vậy thì làm chi cho nó cực? Vân định lên tiếng trả lời tiếp thì Quân cắt ngang. Em ăn đi, em quan tâm họ làm cái gì? Thư nhìn Quân, gương mặt dịu dàng tươi cười. Nhưng khi liếc mắt nhìn Vân, đôi mắt như là thể hiện sự thắng lợi và có cả chút khinh thường. Vân mặc kệ, xoay người bước đi ra khỏi phòng đó. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm cầu cho không gặp lại Quân một lần nào nữa. Mà nghĩ kể cũng lạ đời. Thành phố này rộng lớn, mà sao cái quái gì Vân cũng chạm mặt anh ta. Chiều hôm nay, trong lúc chuẩn bị tan làm, thì chị chủ gọi Vân lại nói chuyện. Vân nè, chị gửi tiền em tiền công hôm nay luôn nghe. Dạ, em cảm ơn chị. À, ngày mai em không cần phải đi làm nữa đâu. Cô sững sờ tròn xe mắt. Ủa, sao vậy chị? Em làm gì không tốt hả? Không phải, là do chị tuyển được khá nhiều nhân viên chính thức rồi, nên không có nhu cầu tuyển thêm những người như em. Chị chủ nhà hàng vừa nói, nhưng ánh mắt dường như lại muốn tránh né ánh mắt của Vân. Người ta đã nói vậy rồi, thì cô có năn nỉ cũng còn có tác dụng gì nữa không? Vân nói thêm vài câu rồi gật đầu. Dạ, em hiểu rồi. Em cảm ơn chị. Cầm lấy số tiền lương ít ỏi kia, Vân tự thưởng cho mình một ly trà sữa và một cái đùi gà KFC. Nhớ mấy cái món này thằng Cu Tí ở nhà thích lắm. Vân liền gọi về cho em. Em đang làm cái gì đó? Dạ, em đang dọn đồ chị à. Mà mẹ không có cho em cầm điện thoại đâu. Mẹ vừa ra ngoài nên em mới được cầm đó. Em dọn đồ đi đâu? Em không biết, nhưng mẹ nói sẽ không có sống ở nơi này nữa. Nghe thấy đây, Vân mới giật mình đứng dậy lắp bắp. Nhà có hay không ở, sao lại dọn đi? Thì mẹ bán nhà này rồi mà chị. Hôm trước em thấy cái ông hôm trước đó đến đưa cho mẹ nhiều tiền lắm. Nghe thằng Tí nó nói mà Vân bàng hoàng. Chuyện quan trọng vậy mà mẹ cũng không nói với cô một câu. Bán nhà rồi mẹ sẽ đi đâu? Còn nữa, thỏa thuận của Vân và Quân hôm đó, hy sinh của Vân hôm đó thành công cốc à? Cô dặn dò thằng Tí, khi nào mẹ về thì gọi điện báo cho cô biết. Nhưng đợi đến 8 giờ tối vẫn không thấy hồi âm gì. Ngược lại, cô còn gọi cho mẹ không biết bao nhiêu lần mà không có nghe máy. Càng nghĩ càng ức, Vân đi tìm lại số của Quân, mở chặn để liên lạc với anh ta, nhưng không được. Sau một hồi suy nghĩ, Vân làm liều tới quán bar mà Vân hay làm việc. Vừa mới bước vào cửa, trước mắt cô chính là cảnh con Mai nó ngồi bên cạnh Quân. Mai nhìn thấy Vân trước Quân, nó mỉm cười nhìn Quân rồi dựa gần vào người anh ta để chọc tức cô. Vân khẽ cắn môi, ổn định lại tâm trạng, rồi bước gần về phía hai người, dõng dạc cô lên tiếng. Quân, tôi muốn nói chuyện với anh. Tay cầm ly rượu của Quân thoáng dừng một chút, anh uống một ngụm rồi châm một điếu thuốc. Cô và tôi quen nhau sao? Nghe xong câu này,
Mai ngồi bên cạnh không nhịn được cười mà lớn tiếng. Mày có nghe anh Quân nói không? Còn không biến đi. Đó là chuyện của tôi và anh ta, không liên quan tới cô. Còn Mai khóe môi nhếch lên rồi dựa sát vào người Quân hơn. Cô ta còn trực tiếp rót rượu đưa lên trước mặt của Quân. Uống đi anh, mặc kệ nó. Quân nhếch môi nhìn ly rượu trên tay của con Mai. Anh cầm ly rượu nhưng không uống mà đặt xuống bàn. Thấy họ coi mình như người vô hình, Dân cười khẩy. Đúng là bọn đàn ông đểu thật. Sáng sớm còn cùng với vợ đi ăn nhà hàng, tối đến lên quán bar tình tứ với gái. Vân lại nhớ những lời Quân từng nói. Cô hỏi, tôi cứ ngỡ anh chỉ cần gái còn Jin, sao bây giờ lại thay đổi khẩu vị vậy? Con Mai nhìn Vân với ánh mắt hình viên đạn, nhưng nó nào dám nổi cáu vì có Quân ở đây. Quân nở nhẹ nụ cười, nhấc tay để lên ghế, bộ dạng lười biếng nhìn cô. Tôi cần gái còn Jin hay mất thì liên quan gì tới cô không? Anh ta cất giọng chọc tức, lại còn kéo sát con Mai vào người mình rồi thốt lên. Tôi chắc chắn cô gái này không có trơ như khúc gỗ giống như cô đâu. Vân lúc đó tức lắm, bụng ôm trọn một kho tàng thuốc súng. Nhưng mất mặt thì cũng mất mặt rồi. Cô không biết sao, dũng khí ở đâu mà cô vẫn có thể nhăn răng cười tiếp. Được, vậy thì anh cứ từ từ mà thưởng thức đi. Nói xong, cô xoay người bước đi. Khi vừa bước chưa được ba bước thì tiếng của Quân vang lên một lần nữa. Đứng lại, nơi này không phải cô thích thì tới, đi thì đi. Nói xong, anh ta đẩy mạnh con Mai ra khỏi cơ thể của mình một cách rất phũ phàng. Con Mai định lên tiếng thì anh ta đã nhanh tay ném mấy tờ 500 ngàn xuống bàn. Đây là 5 triệu. Nhớ, tôi ghét nhất phụ nữ phiền phức và lắm lời. Con Mai bất đắc dĩ cầm tiền đứng dậy bước đi mà không dám hé răng ra hỏi thêm nửa lời. Sau khi con Mai nó đi khỏi thì Quân mới nói, cô có 5 phút để trình bày. Tại sao anh lại làm trái thỏa thuận của chúng ta? Thỏa thuận? Phải, anh đã nói sẽ không có mua nhà tôi nữa mà. Đúng, tôi không hề mua. Anh nói dối. Tôi có thể là người không có đứng ra mua, nhưng mà tôi không có dám chắc người ở trong công ty tôi mua. Anh... Quân lắc đầu cười, Vân siết chặt bàn tay lại, hận một nỗi không thể đấm cho anh ta mấy cái cho bỏ tức. Sau một hồi suy nghĩ và cố gắng nín nhịn, Vân hỏi, rốt cuộc anh muốn cái gì? Tôi không muốn cái gì cả. Tiền và phụ nữ tôi đều không thiếu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Tráo Phận Đổi Tình, tác giả Trang Biêu Bì. Lam Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.